Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyebut semua tahu nang pewilia salat taubat. Yang salat taubat ni je salat dan sunat nak kena sasana Islam bagi. Sakai cemburun telur nak ada bangsang nak ke masjid nak ada bangsang nak babakan. Hai kerama kot chang taubat tu cibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikan kita nak pergi kot chang taubat tu cik kot atban salat. Kot ay taubat bandar. Pantai nak pergi kot pertabat salat sunat semenun pi rekaat. Hai kerama kot taubat tu cibu Allah subhanahu wa ta'ala. Sama kaitu fi Allah subhanahu wa ta'ala. Cang tu ikan taubat wakot ke kan tangi kenongkan Allah subhanahu wa ta'ala tu ajab. Lekanong adit mui Nabi SAW bani prasata. Ma min abdin yudnibu dhanban fa yuhsinu at-tahur mele ta khnyom roba Allah krob rob rekot ban tveu dosa awai muoy sang ba bakam awai muoy kram kot yak wudu dai lo prasa summa yaqumu fa yusalli raq'atayn kram kot chao pratabat salat chimnun 2 rak'at summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lah kram qasam apa itu pi Allah subhanahu wa ta'ala nu Allah nang apa itu ai kuat jangka salat taubat ke semrat nak da chang taubat dambai tu ai ka taubat ba kuat kan tai ngai nang Allah subhanahu wa ta'ala tatu yo patai ka taubat man man sat ta tim ti ka salat ti udahana kala ka tveu khos nai khang krau tuong kuat mà đào tè salad vinh vì chưa ca du chưa ca có sa tam pleasure thì mới tới cho nên là ban sang của mọi người mà còn được khuyên tàu bạn xong ở hồng phong bị ở la xong lớn nên bây giờ còn được khuyên phim mình xem bài rung chăm du thì và tại mà còn miên cả lại để ai salad bán có tiêu đủ hay salad số nát bị được ăn hay cả một con som ahampon te chimbu Allah subhanahu wa ta'ala salat taubat ke mul haid dambai ge man ye ban amlak dambai taubat te chimbu Allah subhanahu wa ta'ala hai ta taun pe veli ba vi ke man kamnot te man tha pe yop re pe thngai che bisah ke de pe da bakul manak da kot chang taubat kra pe da kot thrak knong kamhos chko pe na ko kot a salat ban da man tha pe yop pe thngai hai sơ mai tập về việc được cái ham khoa salad cả đời, cái nào có trong tàu bát thì chịu Allah subhanahu wa taala. Rồi tập về việc được cái ham khoa nó, cứ sớm ra bên đã prata bát salad đã kinh mua lại. Rồi ta đã trong sớm giang sunat đã kha, sớm giang asar hai, đã khơi trong sớm giang sunat, cái asar, những prata có tập về nó chỉ về được cái ham khoa salad. Rồi ta chịu nãy đã có ban thua du sa cái asar, rồi ta có ban thua cái cũng hỗ trợ với mua có trong tàu bát. Phật trang tới giờ bộ đồ hay xem nhang số nát bị được át là mấy tàu bớt chứ khi tha có ai thưa bàn được xa xem nhang và có cứ miến mùa là hạt chụp này giờ xem nhang là cái ham khó nó cứ xem nhang đã miến mùa là hạt chân ta tao sẽ là tàu bớt đấy cứ mình cầm nọt về thế về nãy có ai bắt tập bát bát này mà tháp về giúp rứ về ngày nụ thì hai đứa biết sá lát cứ đôi sá lát số nát tu tới niết sá lát số nát tàu bớt bị được át hay có krawil takbir Allah akbar surah so, iftitah surah so, fatihah so, surah tam ruku i'tidal sujud do salat thamada ka dak lakkhan tha trou sot piak taubat ne knong ruku ru sujud ke atram trai te ke atram trai te meni tha kot salat do salat sunat tu tau thamada neklah kata nekro ruku tola sot tau pi tau bat nang jumnun penai peno nekro sujo tola sot jumnun penai peno ke atram tari ke ka nai nang jang salat do salat sunat tu tai tamada te tau nang salat tau bat ni Allah subhanahu wa ta'ala tetu yo karena krup lekhan taubat bởi thà nếu biết bộc lộ mình đã bắt trang tàu bớt tìm mối có trời bao bóng cháo ba bậc cam nô sơn ikla anidam cho nên đã trang tàu bớt cứ trời tại bao bóng cháo đu sa nô và đã khác
nơi phơi đồ xa nó tờ đá hay nơi tàu bát tôi với con sầm giang con nó sầm giang tàu bát số tạo lao tôi giờ ớt để là có tha tàu bát sân hay chăm được phơi bên lao tôi giờ thì có tha một con tăng chết tha con chụp hai từng vừa nằm có tha cái mà con chân bóc sai toàn có lẽ từ thưa từng vừa nó tiết có tàu bát tiết lao tôi giờ sầm khăn về là có tàu bát cứ tăng chết tàu bát vẫn bọc con chắc là khăn thì mỗi ekla anizam treo bao bóng cháo babakam nusun tipi anadam ala mafat tipi nak da taubat ke trai min bapadik sarai cibu babakam na kun ban tfue ceng nak da kot at sauk sarai tunggu da kot ban tfue pong ceng ke jatuh kot cina taubat at ati ceng nak kat tfue kau hai at sarai kerai pong nak lakai bawaan ke nak lakai bumpin leke nak lakai jauh semjang uti ha at min sarai pong ຈັ່ງການກອດອາສາບສະດາຍຈະບູຕົງເວີໄດ້ບານຖືຮູ້ທີ່ປີມົນມາກະໄນນີ້ຄືການຕາວັດຂອງກອດທີ່ມັນຈັດຕົກຖ້າຊິການຕາວັດໄດ້ຕຶມໄຕທີ່ຈັ່ງຕໍ່ລະກົບລັກຄັນທີ 3 bah bong chal dosa bah bong chal babakam tipi minu pada sarai sibo babakam nak kloban fe tibai tang chat tha man se thue ti ti hai kot sama peto vi Allah subhanahu wa taala kot taubat pesan ba bakul mena kot ban bompien le kam sit nak datai trai thaim lakhan mu tiet trai bongwal kam sit ke ai te mechah ke wen ในฐานะដែលគាត់លួចទ្រព្យគេឬក៏គេងប្រវាញ់ទ្រព្យគេតោបាត់របស់គាត់ត្រូវបន្ថែមលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺបង្វល់ទ្រព្យគេឲ្យទៅម្ចាស់គេវិញសិនទើបគាត់តោបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះសុលឡាអល់ឡោះទទួលយកអញ្ចឹងមិនដែលបំពេញលើមនុស្សឲ្យគាត់អត់តន់ទូតអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេគេវិញក៏តោបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះអល់ឡោះអត់តន់ទទួលយកតោបាត់របស់គាត់ទេ ຈັ່ງຫະມະນຸກຳສິດຂອງມະນຸກຄືສໍາຄັນໄດ້ຕາຍບົວຕອບគេឲ្យទៅម្ចាស់គេສັນເຕີບອະລາສຸບຮານະຕະລາຕຕួយយកໃຫ້ក្រោយមកຄະນະກົບລັກຄັນນັ້ນໃຫ້ກໍຕາວັດໄດ້ຊິບອະລາສະຫຼາຂອງເພວລີໄດ້គេຕຕួយយកຕາວັດເພວລີໄດ້គេຕຕួយយកຕາວັດທີ 1 ដល់ដល់ទីកាមន់ហើយគេថាចិត្តស្លាប់ហើយរស់ដល់ហុលគុំហើយបានចាប់ដើមតៅវត្តអល់ឡោះសុលឡាអត់ទទួលយកទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចាប់ដើមឈឺគាត់ឈឺធម្មតាដូចពេលទៅវិញជំងឺគាត់ធ្ងន់ធ្ងរក៏ដែរគាត់ថាគាត់តៅវត្តអល់ឡោះសុលឡាទទួលយកប៉ុន្តែអ្នកដែលដល់ដង្ហើមចុងក្រោយគេថារស់ដល់ហុលគុំហើយគាត់តៅវត្តអល់ឡោះសុលឡាទទួលយកទេដូចហ្វីរអូនដែលគាត់តៅវត្តទេណា ពេលដែលទឹកដល់ច្រមុះពេលដែលលិចលងក្នុងទឹកហើយបើគាត់តៅបាត់អល់ឡោះសុលឡាប្រាប់ថាពេលហ្នឹងទើបអ្នកឯងតៅបាត់ពីមុនមកអ្នកបំពេញអញ្ចឹងការពជាពេលតៅបាត់រហូតដល់រស់ដល់ហុលគុំនេះគឺគេអត់ទទួលយកតៅបាត់ទេនបីបានមានសារនៅក្នុងហាឌីសមួយថាអ៊ីនណាឡាហយកបាលូតៅបាតអល់អាប់ឌីម៉ាឡាំយូហ្គារ មានន័យថាប្រណាអឡោះទទួលយកតៅបាត់ខ្ញុំរបស់ទ្រង់ដរាបណាគាត់មិនតន់មិនតន់ដកជាកាមន់យើងថាដកជាកាមន់យើងវាសាសាមញ្ញមានន័យថាអ្នកដែលគាត់តហកអញ្ចឹងស្រាប់មិនមិនត្រូវឃើញអ្នកចិត្តស្លាប់អត់អញ្ចឹងពេលគាត់ដល់ដង្ហើមចុងក្រោយគឺគាត់ចាប់ដើមតហកហើយមានន័យថាកាលនេះគឺការតៅបាត់ពេលនោះគឺគេឡើងទទួលហើយទី 2 ការតៅបាត់គឺត្រូវធ្វើមុនថ្ងៃរះពីទីខាងលិចព្រោះថាថ្ងៃរះពីទីខាងលិច
ទទួលយកដែរជាសម្រាប់ជាមូលហេតុនាំឲ្យការតោបាត់របស់គាត់ចំណែកអ្នកដែលកោតចោលសាឡាតឧទាហរណ៍ក្រៅពេលកោតតោបាត់ឃើញថាខ្លួនឯងសម្យ៉ាងរៀងសកម្មអត់មានភាពជាល់ច្អប់ហ្នឹងជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការតោបាត់គាត់អឡោះស្មឡាឡើងទទួលយកប៉ុន្តែបើក្រោយតោបាត់ហើយឃើញថាស្ពឹកតារាលើសាឡាតហ្នឹងនៅតែចង់ចោលតារាមានន័យថាអាចជាសញ្ញាដែលថាតោបាត់របស់គាត់គឺអត់ត្រឹមត្រូវទេតោបាត់របស់គាត់អត់ត្រឹម